vui và nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Hôm nay Phúc đi qua bên cảng cá Bình Châu, cái gì qua biển, chia sẻ về biển với một cái tiệc sinh nhật cho cả nhà xem nha cả nhà. Đang phơi nắng, đang tắm nắng nha cả nhà. Người đẹp bích nụ nè, ái nụ. Đây là toàn những người đẹp đi phơi nắng nha cả nhà. Đây là chị Ba thì chưa có chồng. Cả nhà mà muốn làm anh rể của tôi, muốn làm anh rể của tôi, alo cái này đi cà phê, cái này hẹn gặp nha cả nhà. Ok anh. Đây người dân người ta đi biển về, xong rồi về để sinh ba đứa, xong rồi bị cho một chuyến hành trình mới nha các bạn. Chuẩn bị đi lên ghe, mình đi qua bên cái bán đảo nha các bạn.
đi mình lên đây hết lần, quay hết lần đi câu tôm hết. Giờ quay lại những cái nhà đi quay đi chia sẻ là những Thank you.
Ồ, xuống nóng có gì trong đó đó. Biết thôi, cho biết đâu biết được.
cháy tỏi nha cả nhà. Hôm nay đi sinh nhật xa bờ cả nhà ơi, xa quá. Đi từ thiện ở bên chùa cả nhà. Đây toàn mấy đầu bếp đi giữ mà nha cả nhà. Đầu bếp tổng quan luôn không? Thank you.
Chân thank you.
ai ra đập cũng dâu hả? Cũng dâu mà đập rồi tối nay ra đập chưa không? Rồi tối nay ra đập chơi nè, tiễn mấy em rồi tối ra đập chơi hết đi không? Đập đây nè, gần đây nè, gần ngoài đất nè. Có luôn, đã lắm. Ngon. Mở cái nhà con ốc nha cả nhà. Nha. Tối ra đập chơi nha. Nó chín rồi ta. Chưa, chưa. Con hàng sống thường mà. Thiệt. Con hàng sống thấy không á. Có gì chứ chăm sóc đặc biệt tí không bữa nay hai nó muốn rồi cho thấy chứ không hai anh em cùng cha khác ông nội đây cây cối nhiều quá về yeah.
chia sẻ về sinh nhật ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video.